Vừa căng mình phòng chống dịch bệnh COVID-19, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 4 vừa nỗ lực phấn đấu thực hiện hiệu quả đợt thi đua cao điểm, đoàn kết lập công quyết thắng với mục tiêu giành 4 nhất, nhận thức trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao nhất, thực hiện nhiệm vụ hiệu quả đạt kết quả cao nhất, chấp hành kỷ luật nghiêm nhất, tổ chức các hoạt động hiệu quả nhất, chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Để đợt thi đua cao điểm đạt kết quả cao, các cơ quan đơn vị đã tập trung giáo dục cho bộ đội luôn nêu cao quyết tâm, dấy lên phong trào thi đua sôi nổi, xung kích vào thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, nhất là công tác huấn luyện cho các đối tượng. Cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu không quản ngại khó khăn nguy hiểm, luôn quyết tâm để chiến thắng dịch bệnh COVID-19. Xem đây là kết quả hết sức quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ đột xuất để góp phần to lớn vào nội dung thi đua giành mục tiêu 4 nhất. Đặc biệt, nhiều đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiếp nhận, phục vụ hàng nghìn công dân Việt Nam từ các nước, vùng lãnh thổ có dịch về cách ly tại đơn vị, chu đáo, an toàn, tạo được niềm tin, ấn tượng tốt đẹp về bộ đội Cụ Hồ.